xe đã làm mưa làm gió trong phân khúc MPV đô thị đến từ nhà Mitsubishi anh chị nhé. Mitsubishi Xpander Cross 2021, xe đi 10.000 cây, sở hữu nước sơn màu cam, đăng ký biển số tại tỉnh, một chủ sử dụng từ đầu anh chị nhé. Và xin chào tất cả các anh chị mình đang xem kênh của em Huệ Auto Sài Gòn. Em Huệ chuyên mua bán, trao đổi và ký gửi xe ô tô đã qua sử dụng của tất cả các thương hiệu nha. Mitsubishi này, Kia, Mazda, Toyota, Lexus, Land Cruiser, đặc biệt em Huệ yêu thích luôn. VinFast cũng có luôn anh chị nhé. Em ở địa chỉ số 54 Lương Định của quận 2 với số điện thoại liên hệ là 0937003355. Rất là mong nhận được sự ủng hộ của anh chị khi mình có nhu cầu mua bán, trao đổi và ký gửi xe ô tô đã qua sử dụng anh chị nhé. Và bên cạnh em Huệ đây, Mitsubishi Xpander Cross 2021, sở hữu nước sơn màu cam và đăng ký biển số tại tỉnh, một chủ sử dụng từ đầu, đi chỉ mới có 10.000 cây thôi. Thì chiếc xe này hiện tại bên em Huệ đang chào bán với giá là 620 triệu anh chị nhé. Và mức giá này hiển nhiên sẽ còn thương lượng và bớt lọc lá và chi phí đi lại khi anh chị mình đến, mình xem xe, mình lái thử xe anh chị nhé. Và ngay bây giờ em Huệ sẽ mời anh chị mình đến với chi tiết của chiếc Mitsubishi Xpander Cross này anh chị nhé. Ok, 2021 phiên bản Mitsubishi Xpander Cross số tự động, sở hữu nước sơn màu cam, còn khá là đồng điệu màu luôn anh chị nhé. Tay nắm cửa thì mạ chrome có trang bị ốp tay nắm cửa này, phim cách nhiệt cũng có trang bị sẵn luôn cho xe. Thông số nhà máy đưa ra về mức tiêu hao nhiên liệu cực kỳ ấn tượng anh chị, động cơ 1.5 100 cây chạy hỗn hợp tầm khoảng 7 lít anh chị nhé. Mâm vỏ xe thì còn nguyên như mới luôn anh chị, 2021 nguyên zin heo xe. Ốp bình xăng này cũng có trang bị sẵn luôn cho mình rồi nè. Phía sau xe thì bên cạnh trang bị camera gear, mình sẽ có thêm cảm biến gốc, cảm biến gear hai phía bên này và bên này anh chị nhé. Ok, nội thất ở bên cốp sau có thể nói là khá là rộng rãi đó, một chiếc xe thuộc phân khúc MPV đô thị anh chị nhé. Trường hợp mà mình đi ít người á, mình có thể lập lại hàng ghế phía sau thế này nè, gập phẳng, gần như là phẳng, rất là tiện lợi luôn, với một cái không gian ở bên trong rất là to rộng, mình có thể chở được nhiều hành lý nè, mình đi picnic này, đi về quê cuối tuần đi chơi nhà, rất là hợp lý anh chị nha. Ở bên dưới này một cái điểm rất là thích mỗi lần mà em quay cái Xpander đó chính là cái phần gấp ở phía sau. Ngoài cái phần này thì có thêm ba cái ngăn, anh chị mình có thể tha hồ để những cái đồ linh ta linh tinh này, những cái mà anh chị thích và cảm thấy là tiện dụng nơi trong quá trình mình sử dụng xe đó, rất là hay. Hoặc là đơn giản là phụ nữ đi để thêm vài đôi giày phía sau lưng này anh chị, rất là tiện nhá. Kè bánh dự phòng thì ở phía bên này anh chị nhá. Sơ cua này là chưa hạ luôn á, chưa chạm đất luôn á anh chị. Một chiếc xe này rất là đẹp, biển tĩnh á, biển tĩnh thì đúng là giá này bên em chào là giá của xe biển tĩnh luôn. Nội thất ở bên trong nè. Rồi thì nó sẽ hơi bẩn một tí xíu thì cái phần này em hỏi xin phép mình thông cảm nha. Thì xe vừa về thì em tranh thủ em quay nhanh cho mình đó. Thì bữa sau nếu anh chị mình đến mình lấy xe thì bên em sẽ dọn dẹp cái phần này, nó sẽ sạch lại nha. Nó đang bị bẩn á, chủ trước mà sử dụng thôi. Đẹp, bước lên bước xuống chống chày cũng có cho anh chị rồi nè. Ở đây mình có thảm cao su anh chị nha. Trần xe thì có hệ thống 4 cửa gió điều hòa, có thể chỉnh được cái tốc độ gió từ ở phía sau luôn. Và màu kem rất nhẹ nhặn, rất thanh lịch. Trần còn rất là sạch luôn anh chị nha, không có bị bẩn, không có bị những cái vết dơ dơ ở trên xe đâu. Ok. Rồi và bây giờ em hỏi mời anh chị mình đến với khoang lái của chiếc Mitsubishi Xpander Cross này anh chị nhé. Rồi, em bớt cái máy quạt nha. Đây, vô lăng xe thì được bọc da anh chị nhé. Trang bị nè, Blue Control, những chi tiết này có mạ chrome. Cái phần này là nhựa nha anh chị nhé, không phải là gỗ đâu. Cái này là mạ chrome, chỗ này là nhựa nè. Blue Control nè. Honor xe sẽ chuẩn chỉnh cho anh chị là 10.851 cây anh chị nhé. Bảo dưỡng đầy đủ quá, full lịch sử hãng luôn. Có hai cái tab nhắc bảo dưỡng ở bên này nè anh chị nha. Màn hình DVD này là zin theo xe này, điều hòa tự động mà. Đề nổ startup thì giờ không thể thiếu rồi. Hộp số tự động này, phanh tay. Phanh này thì cá nhân của em Huệ thấy thì nó nằm hơi cao so với nữ nha. Nhà người ta so với nữ. Đúng, hơi cao nha. Hai cái hộp để cốc nước cho anh chị nha. Ở phía này nè có thêm một cái ngăn, ngăn kín, ngăn bí mật nha anh chị, để được đủ thứ đồ lên ta lên tinh cho anh chị dưới đây. Bệ tì tay, kim luôn bệ tì tay chỗ này này. Chi tiết này là còn mới nguyên hết luôn anh chị nhé. Nhưng mà này là nhựa hết anh chị, nó không phải là da đâu nha. Tất cả đều là nhựa hết luôn, kể cả cái phần này. Nhưng mà họ may cái kiểu là giống như vân carbon thôi. Phía dưới này, sổ bảo hành, bảo dưỡng còn nguyên. Nội thất này là hai màu nha anh chị. Cái phần này nè, anh chị để ý nha, là màu đen, nhưng tuy nhiên cái bề mặt mình giữa nè, cái phần da ghế tiếp xúc này nè, nó sẽ là màu nâu, nó trùng với cái màu của tấm bi cửa trên này. Hai cái phần này thì sẽ trùng với màu này, tạo cảm giác là sẽ phối màu anh chị, chứ nó không phải là màu đen hết hoặc là nâu hết anh chị nha.
Và anh chị, chiếc Mitsubishi Xpander Cross 2021, xe đăng ký biển số tại tỉnh, một chủ sử dụng từ đầu đi 10.000 cây, em Huệ đang chào bán với giá là 620 triệu anh chị nhé. Anh chị mình yêu thích mẫu xe này, cứ liên hệ trực tiếp với em Huệ qua số điện thoại 0937003355. Em xin phép được kết thúc video tại đây và hẹn gặp lại anh chị ở những chiếc video kế tiếp nha. Em xin chào.